Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tiêu điểm quốc tế. Chương trình hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2023, sẽ có các thông tin đáng chú ý như sau. Nga thọc sâu 4 km vào tuyến phòng thủ Ukraine. Đại tá Mỹ, Ukraine có thể mất nốt Kharkov, Odessa nếu không hòa đàm. Thế khó phản công của Ukraine. Mỹ tiếp thêm khí tài cho Ukraine, bao gồm UAV siêu nhỏ. Hé lộ lịch trình công du nước ngoài của ông Putin. EU bó tay trước tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của dầu Nga Điện Kremlin phủ nhận hiện diện quân sự Nga ở châu Phi. NATO bật tín hiệu vươn tới châu Á khiến Trung Quốc lo lắng. Ông Vương Nghị trở lại vị trí ngoại trưởng, quan hệ Mỹ-Trung có ổn định. Phái đoàn Nga-Trung Quốc thăm Triều Tiên, Mỹ lên tiếng. Sau đây là thông tin chi tiết. Nga tọc sâu 4 km vào tuyến phòng thủ Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua dồn dập tại miền Đông và Nam Ukraine. Cả hai phía Kiev và Moscow đều tuyên bố đẩy lùi các đợt tiến công của nhau tại chiến trường tỉnh Donetsk vùng Donbass, miền đông Ukraine. Theo hãng tin Ukraine Bộ Tổng tham mưu quân Ukraine cho biết trong ngày 25 tháng 7, quân Nga đã ồ ạt dội tên lửa, 49 lần công kích, hơn 40 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MRRS về phía Ukraine. Các cuộc tấn công này đã gây ra một số tổn thất cho dân thường, cũng như thiệt hại đối với nhà ở và cơ sở hạ tầng khác. Bộ này cho biết hơn 85 khu định cư khắp mọi mặt trận, bao gồm Donetsk, Lugan, Kharkiv, Kherson, Zabrychia, bị ảnh hưởng do các đợt không kích quy mô lớn của Nga. Theo Bộ Tổng Tham mưu, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của quân Nga trên hướng các thành phố Bakhmut và Avdiivka, tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine, đồng thời tiếp tục kìm hãm quân Nga trên hướng thành phố Kubian, tỉnh Kharkiv và gần Madinka, thuộc Donetsk. Khoảng 20 cuộc giao tranh đã xảy ra trong ngày qua tại các khu vực trên. Lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy mạnh phản công theo hướng các thành phố Militopol và Berdyansk, Zaporizhia đồng thời tiếp tục củng cố các vị trí đã giành lại được từ Tây Nga. Trong ngày qua, không quân Ukraine đã tám lần tấn công các cụm nhân lực, kho đạn và thiết bị quân sự của quân nga. Quân phòng thủ Ukraine thì phá hủy máy bay trực thăng ka 52 5 máy bay không người lái uav cảm tử Shahed 136 và hai uav trinh sát của đối phương. Ngoài ra, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã bắn trúng một binh sĩ, một cụm thiết bị quân sự và đạn, bảy hệ thống pháo, hai hệ thống tác chiến điện tử và hai hệ thống tên lửa phòng không của các lực lượng Moscow. Theo hãng thông tấn TASS. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết rằng các lực lượng Nga trong ngày 25 tháng 7 đã giải phóng khu định cư Sergeyevka, thành phố Liman, Donetsk. Trong ngày qua, quân Nga đã thọc sâu 4 km vào tuyến phòng thủ của Ukraine tại Liman, cũng như để lùi 4 cuộc tấn công của các lực lượng Kiev theo hướng này. Tổ thất của đối phương lên tới 190 binh sĩ, 6 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải, 2 pháo D-20, 1 pháo D-30, 2 hệ thống pháo cơ giới Gopdivka, và một trạm radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất, ông nói. Ngoài ra, cũng tại thành phố này, các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa một nhóm trinh sát Ukraine, đồng thời phá hủy các kho đạn của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 44 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 100 của quân Ukraine, ông Kudashenkov nói. Tại Zaporizhia, vị phát ngôn viên cho biết thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-24, đánh chặn 10 hỏa tiễn của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và xóa sổ 22 UAV của đối phương trong ngày qua chia sẻ với kênh truyền hình Russia 24 ngày 25 tháng 7, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga bổ nhiệm, ông Denis Pushilin nói rằng quân đội Ukraine đã mất khoảng 30% khí tài quân sự do phương Tây cung cấp. Chúng tôi đã thấy số lượng đạn và thiết bị mà các nước phương Tây gửi tới Ukraine trước cuộc phản công. Khoảng 30% thiết bị này đã bị lực lượng Nga phá hủy, quan chức này nói. Ông Pushilin cho biết phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp khí tài cho Ukraine, nhưng tốc độ đã chậm hơn so với thời điểm trước khi Kiev phản công. Theo ông, ngoài tổn thất về trang thiết bị, lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với một thách thức khác là tình trạng thiếu nhân lực. Điều đó đang thúc đẩy làn sóng huy động quân sự mới của Ukraine. Đại tá Mỹ, Ukraine có thể mất nốt Kharkov, Odessa nếu không hòa đàm. Đại tá Mỹ về hưu cảnh báo rằng cuộc phản công thất bại có thể khiến Ukraine mất nốt hai tỉnh trọng yếu là Odessa và Kharkov. Tạp chí Mỹ Politico đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23 tháng 7 đã thừa nhận lực lượng vũ trang Ukraine từng dự định bắt đầu chiến dịch phản công từ hồi bắt đầu mùa xuân nhưng đã không thể thực hiện được chỉ vì thiếu đạn, khí tài do nguồn cung từ phương Tây không có đủ. Ngoài ra vào thời điểm tháng 2 tháng 3, quân đội Ukraine cũng chưa tập hợp đủ binh lực bởi số lượng tân binh của Ukraine chưa hoàn tất chương trình huấn luyện, cũng như số quân ở nước ngoài đang được huấn luyện về sử dụng khí tài trang bị phương Tây cũng chưa được sử dụng thành thạo. Chúng tôi đã vạch ra kế hoạch ban đầu vào mùa xuân nhưng chúng tôi đã không thể tiến hành chỉ vì không có đủ đạn và khí tài cũng như không có đủ các lữ đoàn đã qua huấn luyện bài bản về những loại khí tài này. Hơn thế nữa khi sứ mệnh huấn luyện đều thực hiện bên ngoài Ukraine, ông Zelensky nói. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Kiev cho biết chính quyền Ukraine không muốn tổ thất thêm nhân sự, mất mát thêm khí tài nên đã chỉ hoãn thời điểm mở chiến dịch phản công, đồng thời cũng cẩn thận hơn trong quá trình tiến quân. Bất chấp những biện luận của nhà lãnh đạo Ukraine, một chuyên gia quân sự Mỹ mới đây đã chỉ ra rằng chiến dịch phản công của lực lượng vũ trợ Ukraine đã thất bại bất chấp việc họ đã thay đổi chiến lược, chiến thuật, lùi thời điểm phản công để làm tốt công tác chuẩn bị theo đại tá mỹ đã nghỉ hưu daniel davis bày tỏ ý kiến trong bài báo của responsible streetcraft ukraine đã thay đổi chiến thuật chiến trường từ sử dụng trang bị tấn công mạnh phá hủy phòng tuyến của kẻ thù sang sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ để đột kích vào các vị trí phòng thủ của nga tuy nhiên chiến thuật này vẫn không giúp ích được gì cách tiếp cận này đã nhanh chóng thất bại địa lý của toàn bộ các khu vực này của ukraine có đặc điểm là địa hình bằng phẳng rộng mở với rừng thưa thớt trong khi đó nga kiểm soát bầu trời và có một số lượng đáng kể máy bay không người lái chuyên gia này cho biết thêm mỗi khi binh lính ukraine ra ngoài không gian mở họ ngay lập tức phải hứng chịu hỏa lực của pháo và cối nếu bất kỳ phương tiện bọc thép nào di chuyển trong khu vực chống trại chúng cũng nhanh chóng bị phá hủy bởi các uav cảm tử do đó đã trải qua hơn một tháng rưỡi tấn công mà quân đội ukraine vẫn không thể tiếp cận tuyến phòng thủ chủ chốt của nga cuộc phản công đứng trước nguy cơ thất bại toàn diện và cuối cùng có thể dẫn tới sự sụp đổ của các thành phố quan trọng của ukraine chuyên gia daniel david chỉ rõ Cách thức tốt nhất đối với chính quyền Zelensky bây giờ là đàm phán với Nga, dù điều này có vẻ khó chịu với những đồng minh châu Âu của Kiev, nhưng đó là giải pháp hợp lý nhất để có thể bảo vệ những vùng lãnh thổ còn lại của Ukraine. Thậm chí vị chuyên gia này còn cho rằng, ngay cả việc muốn đàm phán với Nga cũng rất khó và có đàm phán cũng chưa chắc đã đảm bảo thành công, nhưng đó là phương thức duy nhất hiện nay của Kiev. Ông cảnh báo rằng, nếu Ukraine càng trì hoãn việc tìm kiếm một giải pháp như vậy thì càng có nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng để tiến hành cuộc tấn công của mình vào mùa hè hoặc mùa thu này và rất có thể Kiev sẽ phải đối mặt với hiệu quả khôn lường là mất thêm hai tỉnh trọng yếu hoặc Kharkov hoặc Odessa. Thế khó phản công của Ukraine Ukraine bắt đầu cuộc phản công từ đầu tháng 6 năm 2003, nhưng cho tới nay mới chỉ đạt được một số thành tựu rất nhỏ trước lực lượng Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, sở dĩ Ukraine chưa đạt được kết quả phản công như mong đợi là do họ không được các đồng minh phương tây cung cấp đủ đạn và khí tài tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết ukraine chưa đạt được kết quả phản công như mong đợi là do họ không nhận được đầy đủ khí tài và đạn từ phương tây chúng tôi đã có kế hoạch bắt đầu triển khai chiến dịch phản công mùa xuân nhưng chúng tôi đã không thể thực hiện được kế hoạch này vì chúng tôi không có đủ đạn và khí tài binh sĩ cũng như không được đào tạo một cách chi tiết về cách sử dụng những loại khí tài này tổng thống zelensky nói đồng thời cho biết thêm rằng việc tổ chức huấn luyện bên ngoài Ukraine đã khiến cuộc phản công diễn ra chậm. Theo ông, điều này giúp Nga có thêm thời gian để cài đặt các bãi mìn và xây dựng một số tuyến phòng thủ. Trên thực tế, Ukraine đã nhận được một lượng lớn viện trợ quân sự từ Mỹ và phương Tây trong 18 tháng qua. Trong đó, giữa Mỹ đã viện trợ khí tài và các khoản tài trợ khác lên tới gần 50 tỷ đô. Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraine đã dần cạn kiệt đạn và khí tài. Các phương tiện truyền thông phương Tây cũng thừa nhận hiệu quả mờ nhạt trong cuộc phản công của Ukraine đối với lực lượng Nga. Tờ New York Times đưa tin hồi đầu tháng này rằng quân đội Ukraine đã mất 20% lượng khí tài chỉ trong hai tuần đầu tiên của chiến dịch phản công. Theo Financial Times và Washington Post trong tháng này, đều đưa tin rằng phương Tây và Mỹ lo ngại về việc Ukraine không đạt được tiến bộ trong cuộc phản công của họ, mà họ đã hứa sẽ dám một đoạn quyết định vào Nga. Tuy nhiên, mới đây, thông tin mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiết lộ không khỏi khiến nhiều người hoài nghi ông Blinken khẳng định Ukraine đã giành lại được 50% lãnh thổ do Nga kiểm soát trong chiến sự Nga-Ukraine. Nhiều chuyên gia cho rằng số liệu mà ông Blinken đưa ra có vẻ như tính cả số lãnh thổ mà Ukraine đã giành lại được trong đợt phản công mùa thu năm ngoái. Trên thực tế, Ukraine gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc phản công năm nay. Trong khi các quan chức lầu đóng góc nhấn mạnh rằng còn quá sớm để coi cuộc phản công của Ukraine là một thất bại, nhưng Mỹ đã từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa ATACMS hoặc máy bay chiến đấu F-16 với lý do không có thời gian hoặc ngân sách để huấn luyện cho phi công Ukraine hoặc bảo trì máy bay kịp thời để tạo ra sự khác biệt trong chiến sự Nga-Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp khí tài trị giá hàng tỷ đô cho Ukraine miễn là nước này quyết tâm đánh bại Nga. Phát biểu tại cuộc họp vừa qua của Hội đồng an ninh Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói rõ rằng những nước phương Tây ủng hộ Ukraine thất vọng với kết quả từ cuộc phản công đã được mong đợi từ lâu của Ukraine. Phía phương Tây cung cấp khí tài cũng như tiền diện của lính đánh thuê và cố vấn nước ngoài đều không giúp ích được gì cho Ukraine trong cuộc chiến này. Ông Putin nhấn mạnh các chuyên gia cho rằng Mỹ và phương Tây đã bắt đầu thiếu đạn và khí tài để đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng tăng của Ukraine. Do đó, nhiều khả năng việc viện trợ cho Ukraine sẽ gặp khó khăn nếu chiến sự ngạo Ukraine ngày càng kéo dài. Trong khi đó, công chúng tại các quốc gia phương Tây cũng đang đặt dấu hỏi về tính đúng đắn của việc hỗ trợ cho Ukraine và ngày càng nhận thấy đây là một cuộc chiến ủy nhiệm đầy rủi ro giữa phương Tây với Nga những quốc gia có khí tài hạt nhân. Mỹ tiếp thêm khí tài cho Ukraine bao gồm UAV siêu nhỏ. Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine sẽ bao gồm tên lửa phòng không, xe bọc thép và Black Hornet, một loại máy bay không người lái trinh sát với kích thước siêu nhỏ. Theo CNN, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 25 tháng 7 đã công bố đợt hỗ trợ quân sự an ninh mới trị giá 400 triệu đô triệu Ukraine. Đáng chú ý nhất trong gói viện trợ này là Black Hornet, một máy bay không người lái UAV siêu nhỏ với phần thân chỉ to hơn ngón tay người được sản xuất bởi công ty Teledyne Fleur Defense thuộc tập đoàn Teledyne Technology của Mỹ. Black Hornet là máy bay, bay trinh sát cực kỳ hiệu quả với nhiệm vụ đa dạng từ thăm dò cho tới tìm kiếm cứu nạn. Công ty cũng cho biết một số chiếc Hornet khác do Naui chế tạo đang được sử dụng tại Ukraine thông qua sự đóng góp của chính phủ Anh và Naui, theo Reuters. Ngoài ra, gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô này còn bao gồm đạn cho hệ thống phòng không Patriot, hệ thống tên lửa đất đối không NASAM, hệ thống tên lửa pháo binh HIMARS, xe bọc thép Tiger nhiều tên lửa và rocket khác. Nguồn tài trợ cho gói khí tài này, sử dụng cơ chế PDA, giúp tổng thống Mỹ Joe Biden có thể nhanh chóng chuyển các vật phẩm và dịch vụ từ kho hàng của Mỹ mà không cần sự chấp nhận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Các khí tài thiết bị đạn này đến từ hàng tồn kho của Mỹ. Đây là gói hỗ trợ an ninh thứ 43 được Mỹ cung cấp cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ quân sự của nước này cho Kiev từ đầu cuộc xung đột tới nay lên tới hơn 43 tỷ đô. Ông Blinken cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Nga vào các cảng và cơ sở tầm của Ukraine từ khi rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen vào tuần trước. Ông nhắc lại, Nga có thể kết thúc xung đột bất cứ khi nào bằng cách rút quân khỏi Ukraine và ngừng các cuộc tấn công, khẳng định Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ đoàn kết với Ukraine chưa tới khi nào còn có thể. Hé lộ lịch trình công du nước ngoài của ông Putin Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 10, một quan chức hàng đầu của Điện Kremlin thông báo hôm 25 tháng 7. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời cố vấn chính sách đối ngoại của ông Putin Yuri Ushakov cho biết chuyến đi sẽ diễn ra trùng với diễn đàn một vành đai một con đường ở Trung Quốc. Sáng kiến vành đai con đường BRI của Bắc Kinh mang dấu ấn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên quan tới các dự án cơ sở hạ tầng nhằm kết nối châu Á với các nước châu Âu và châu Phi. Trước đó, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, một trong những chủ đề trong chương trình nghị sự của chuyến thăm Trung Quốc sẽ là hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Ngoài ra Bắc Kinh và Moscow sẽ trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế hiện nay. Ngoài Trung Quốc, nói về lịch trình công du nước ngoài của Tổng thống Nga, ông Ushakov cho biết, ông Putin cũng có kế hoạch tới Thổ Nhĩ Kỳ vào một thời điểm nào đó để thực hiện lời hứa với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, mặc dù thời gian cho chuyến thăm đó vẫn chưa được quyết định. Ngoài ra, Điện Kremlin đã nhận được lời mời dành cho Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ vào tháng 9, ông Ushakov nói. Vị cố vấn nói thêm, sự tham dự trực tiếp của nhà lãnh đạo Nga không bị loại trừ, nhưng hình thức tham gia của ông Putin trực tiếp hay trực tuyến vẫn chưa được quyết định. Thông báo về kế hoạch công du của ông Putin được đưa ra vài ngày sau khi có quan chức Nam Phi cho biết Tổng thống Nga đã quyết định không tham dự trực tiếp hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại thành phố Johannesburg từ ngày 22 tới 24 tháng 8 trong bối cảnh lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với ông vẫn còn treo lơ lửng. ICC cáo buộc ông Putin phải chịu trách nhiệm cá nhân về vụ đưa người Ukraine ra khỏi đất nước Đông Âu đang chìm trong xung đột. Là một bên ký kết hiệp ước thành lập ICC, quy chế Rome, Nam Phi sẽ có nghĩa vụ phải bắt giữ nhà lãnh đạo Nga nếu ông đặt chân vào lãnh thổ nước này hoặc bị coi là đã coi thường trách nhiệm của mình. Moscow đã bác bỏ lệnh bắt giữ ông Putin của ICC và coi đây là vô hiệu và cho biết họ không công nhận quyền tài phán của tòa án này vì Nga không phải là một bên của quy chế Rome. Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cũng không phải là các bên ký kết quy chế Rome nên ông Putin có thể công du các nước này dễ dàng hơn. Chuyến thăm vào tháng 10 sẽ đường Putin tới Trung Quốc 7 tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow trong chuyến thăm 3 ngày. Hai nhà lãnh đạo cũng gặp trực tiếp vào tháng 9 năm 2022 bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Uzbekistan. Trước đó, ông Putin đã gặp ông Tập khi tham dự lễ khai mạc tiếp một hội mùa đông Bắc Kinh 2022, vài tuần trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Kể từ năm 2000, ông Putin đã tới thăm Trung Quốc 17 lần. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Nga 8 lần kể từ năm 2013 khi ông nhậm chức Tổng cộng cho tới nay, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ít nhất 30 lần. EU bó tay trước tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của dầu Nga. Các quốc gia thành viên EU dường như không muốn điều chỉnh lại giá trần của G7 đối với dầu xuất khẩu của Nga. Mặc dù ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy giá dầu thô Uran của nước này đã tăng trên mức 60 đô một thùng, mức giá đã được áp đặt trước đó. Trước đây, Ba Lan và các nước vùng Baltic đã có lập trường siêu hâu nhằm sử dụng mức giá trần để hạn chế doanh thu dầu mỏ của Nga. Nhưng gần đây, họ đã từ bỏ ý định kêu gọi hạ giá. Tương tự, dường như các nhà nhập khẩu dầu lớn của EU vẫn chưa lo ngại về việc cần phải tăng giá trần để duy trì dầu của nga tiếp tục chảy vào thị trường toàn cầu. Mặc dù giá dầu Brent chuẩn đã vượt qua mức 80 đô một thùng, hiện tại một nhà ngoại giao ban tích cho biết hội đồng của Liên minh châu Âu không có động thái nào đối với giá dầu trần. Cho tới nay, việc giới hạn giá này đã được mục tiêu kép giúp duy trì dầu của nga chảy ra thị trường toàn cầu và duy trì giá cả phải chăng cho người tiêu dùng phương tây đồng thời hạn chế doanh thu của Moscow từ dầu. Luật giới hạn giá của EU quy định mức giá trần đối với dầu của Nga phải được xem xét 2 tháng một lần và nên được đặt thấp hơn 5% so với giá thị trường, theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA. Trên thực tế, các nhà ngoại giao không muốn thảo luận lại về mức giá trần, vốn được đặt ra như một phần trong biện pháp trừng phạt mở rộng của EU đối với Nga. Bất kỳ thay đổi nào cũng cần có sự đồng ý nhất trí của tất cả 27 thành viên của khối này. Gần đây, dầu thô Brent đã tăng trên 80 đô một thùng, trong khi khách hàng mua dầu Uran của Nga trả mức chiết khấu khoảng 20 đô một thùng, giúp đưa dầu của Nga lần đầu tiên chạm mức giới hạn giá 60 đô một thùng được áp đặt vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao từ một quốc gia có lực trường siêu hâu đối với Nga cho biết họ nghĩ chính phủ của họ không thể ủng hộ bất kỳ đề xuất nào nhằm nâng mức trần và cho phép nhiều doanh thu hơn chảy vào Nga, ngay cả khi điều đó sẽ làm giảm áp lực lên thị trường dầu mỏ. Trong tình huống như vậy, chúng tôi sẽ phản đối khả năng tăng giá trần, nhà ngoại giao này cho biết. Gần đây nhất là vào giữa tháng 3 Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đã hạ mức trần xuống còn 30 đô một thùng. Nhưng các nguồn tin ở Bruxelles và Washington cho biết, Mỹ đã sử dụng viện trợ quân sự làm đòn bẩy để đẩy lùi bất cứ mức giá trần nào mà có thể làm giảm quá nhiều nguồn cung dầu và khiến giá tăng vọt. Động thái này dường như đã dập tắt những cuộc đàm phán tiếp theo về giới hạn giá dầu của Nga xuống mức thấp hơn. Một nhà ngoại giao vùng Baltic cho biết, chúng tôi luôn muốn mức trần càng thấp càng tốt để không cho phép lấp đầy ngân sách của Nga. Nhưng đây là một động thái thống nhất từ EU đến cờ 7 Energy Intelligence ước tính việc vi phạm giới hạn sẽ gây ra mối đe dọa đối với khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu của Nga từ các cảng Biển Đen và Biển Baltic. Lượng dầu này vẫn được vận chuyển bởi các tàu chở dầu thuộc sở hữu của các công ty phương Tây hoặc sử dụng bảo hiểm phương Tây. Phân tích của Energy Intelligence cho thấy, doanh thu của chính phủ Nga đã giảm mạnh kể từ năm ngoái. Đây là kết quả của việc giá dầu chuẩn quốc tế giảm và lệnh cấm mua dầu từ Nga của EU, hơn là do giá trần. Vài tháng tới có thể là một cuộc thử nghiệm thực sự để xem liệu mức trần có thể ảnh hưởng đáng kể tới giá dầu và khối lượng xuất khẩu của Nga hay không. Một nhà ngoại giao khác của EU thừa nhận, thực chất giá dầu thô của Nga được thiết lập bởi khách hàng lớn nhất của nước này, Trung Quốc và Ấn Độ trả giá, chứ không phải mức giá trần do EU và các nước đồng minh đặt ra. Nhà ngoại giao này cho biết, bây giờ chúng tôi thừa nhận trong nội bộ nhưng chưa công khai rằng toàn bộ giới hạn giá chỉ hoạt động nhờ sự hợp tác thầm lặng từ Trung Quốc và Ấn Độ. Họ mua phần lớn dầu thô của Nga, họ mới thực sự là những người có thể chèn ép Nga Hiện hai quốc gia này đều nhập khẩu hơn 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày của Nga. Họ đã mua dầu Uran với mức chiết khấu sâu từ rất lâu trước lệnh cấm nhập khẩu của EU và mức trần giá của G7. Tuy nhiên sau khi các biện pháp đó có hiệu lực, thì hiện hầu hết dầu xuất khẩu của Nga được xử lý bởi một đội tàu ma gồm các tàu chở dầu không thuộc G7. Có vẻ như ngày càng có nhiều khả năng việc giới hạn giá sẽ là mãi mãi và mức hiện tại sẽ không thay đổi, ít nhất là vào thời điểm này. Một cựu quân chức ngoại giao nói với Energy Intelligence, rất khó để tìm được sự thỏa hiệp trong các vấn đề tranh cãi. Nhưng một nguồn tin khác chỉ ra rằng, Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU dường như đang tránh xem xét lại mức giá trần. Một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận của EU về lệnh trừng phạt cho biết, EU có thể ngại thực hiện đánh giá và đưa ra mức giá 60 đô một thùng hai tháng một lần. Điện Kremlin phủ nhận hiện diện quân sự của Nga tại châu Phi. Hội nghị thượng đỉnh Nga Phi dự kiến sẽ được tổ chức với khẩu hiệu vì hòa bình, an ninh và phát triển sự kiện tổ chức lần đầu vào tháng 10 năm 2019. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga Phi, lần thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 27-28 tháng 7 tại Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích trong một bài báo đăng trên trang web của Điện Kremlin rằng Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ các thách thức chiến lược để thiết lập hòa bình bền vững và ổn định chính trị trong xung đột tại các nước châu Phi. Trong diễn biến liên quan, Oleg Ozerov, đại sứ tại Bộ Ngoại giao Nga, trưởng ban thư ký diễn đàn đối tác Nga Phi, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Viannuvozi đã chỉ rõ rằng, nga không có cần cứ quân sự cũng như quân đội tại châu phi. Chúng tôi không có hiện diện quân sự tại đó. Có những lời kêu gọi phía nga giúp đỡ trong việc đảm bảo an ninh. Sự hiện diện của quân đội là khi quân đội được điều đi. Chúng tôi gửi người hướng dẫn theo yêu cầu của các quốc gia châu phi. Nhưng tất cả những điều này không phải hiện diện quân sự. Đại sứ Ozerov khẳng định. Nhà ngoại giao này cũng khẳng định đối với cuộc chiến chống khủng bố cũng cần phải xây dựng chính xác hơn. Chúng ta không chỉ nói về cuộc chiến chống khủng bố tại châu phi mà nói về cuộc chiến chung chống khủng bố có tính chất xuyên biên giới, đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với lục địa châu Phi. Ở Somali, ở khu vực Shara Shahen, nơi có các tổ chức khủng bố như IS, IS và Al-Qaeda, nhà ngoại giao nói thêm trong cuộc phỏng vấn. Trong cuộc thảo luận trước hội nghị thượng đỉnh, giám đốc điều hành của cơ quan xuất khẩu khí tài Nga, Rosoboronexport Alexander Mikheyev, cho biết cơ quan này đã ký kết hơn 150 hợp đồng với các nước châu Phi, đơn đặt hàng trị giá hơn 10 tỷ đô Kể từ năm 2019, đối với Rosoboronexport, Hội nghị thượng đỉnh tháng 7 là một sự kiện độc đáo cho phép tìm kiếm những cơ hội phát triển mới trong hợp tác quân sự với các đối tác, tìm kiếm khách hàng đáng tin cậy và bắt đầu phát triển các phân khúc thị trường mới, đặc biệt là các quốc gia châu Phi đang bị xung đột và cuộc chiến tàn phá. Theo ông, Moscow sẵn sàng hỗ trợ với nguồn cung cấp liên tục để chống lại chủ nghĩa khủng bố, tội phạm và tất cả các mối đe dọa đang gia tăng tại lục địa này. Trước lo ngại về sự trỗi dậy mới của chủ nghĩa khủng bố, các quốc gia Sahel năm đang đứng ở phía Nga. Sau khi quyền lực chính trị đang đổi chủ tại Mali, một thuộc địa cũ của Pháp với nền kinh tế dạn nứt và là nơi sản sinh các nhóm thanh chiến Hồi giáo có vũ trang, Nga đã đề nghị hỗ trợ thường xuyên hơn. Mặt khác, việc Moscow giáo diết thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự cho thấy mong muốn đảm bảo khả năng phòng thủ của mình, nhất là mối đe dọa khủng bố đang dai dẳng trong khu vực. Theo một số báo cáo, đặc biệt từ Associated Press, AFP, Reuters, DW cũng như BBC, Chính quyền Bali đã có một thỏa thuận với công ty quân sự tư nhân Nga Wagner thay thế quân đội Pháp. Theo Reuters, hợp đồng có thể có trị giá 10,8 triệu đô một tháng. Mali đã nhận các thiết bị quân sự và hàng trăm chuyên gia giảng viên quân sự Nga đã được điều động đến đây. NATO bật tín hiệu vươn tới châu Á khiến Trung Quốc lo lắng. Sự xuất hiện của những quốc gia tới từ châu Á Thái Bình Dương tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua có thể gửi đi một thông điệp khiến Trung Quốc đứng ngồi không yên. Do chiến sự Nga-Ukraine đang đóng bỏng, ít người để ý rằng Hội nghị thượng đỉnh NATO tới Litva có sự góp mặt của những quốc gia lạ mà quen, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand. Đây là năm thứ hai có sự hiện diện của các đại diện bên ngoài Liên minh NATO, cho thấy NATO đang ấp ủ một liên minh liên kết an ninh mới vươn tới Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia, mục tiêu của NATO nhằm chống lại mối đe dọa từ sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Cho tới nay, châu Âu được cho là vẫn chia rẽ trong cách đối phó với Trung Quốc, những động thái này phần nhiều tới từ những lợi ích kinh tế không thể thay thế mà Bắc Kinh mang lại. Đã có nhiều chuyên gia lên tiếng về sự phụ thuộc quá lớn của kinh tế châu Âu và Trung Quốc, bao gồm cả các khoáng sản quan trọng cho ngành công nghệ. Còn trong lĩnh vực an ninh, nguy cơ tới từ Bắc Kinh đang ngày càng gia tăng trong lòng châu Âu, không chỉ là việc ủng hộ Nga trong xung đột với Ukraine, đó còn là tham vọng mở rộng sức mạnh quân sự ngày càng được hiện thực hóa của Bắc Kinh. Vào tuần trước, 31 quốc gia thành viên NATO đã ký một thông cáo cáo buộc Trung Quốc triển khai tất cả các công cụ có sẵn để mở rộng dấu ấn toàn cầu và triển khai sức mạnh trong khi vẫn không rõ ràng về chiến lược, ý định và việc xây dựng quân đội. Lý do chính được đưa ra là sự hỗ trợ của Trung Quốc cho Nga. Nhưng đằng sau đó là nhiều nỗi lo lớn hơn. Trước hết là kho khí tài đang ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. Cảnh báo của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng đến năm 2035, Trung Quốc dự kiến sẽ có 1.500 đầu đạn hạt nhân trên tên lửa có thể vươn tới Bắc Mỹ và toàn bộ châu Âu là một minh chứng. Thông tin thiếu công khai xung quanh kho dự trữ hạt nhân của Trung Quốc cũng là một vấn đề. Theo các nhà phân tích, nó khiến không chỉ NATO mà các quốc gia láng giềng ở châu Á Thái Bình Dương lo lắng. Lý giải vì sao, NATO đã mời một số nước ngoài liên minh tham dự hội nghị thượng đỉnh Venus. Bên cạnh đó, lo ngại khác tới từ khả năng Bắc Kinh khí tài hóa quân bài kinh tế hoặc thắt chặt các tuyến hàng hải quan trọng khi cần, như Nga đã làm tại biển Đen. Cụ thể, đó là sức mạnh của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thô quan trọng và tự do hàng hải ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nơi chiếm 60% thương mại hàng hải toàn cầu. Các khoản đầu tư quy mô lớn của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng quan trọng của châu Âu cũng được cho là có rủi ro về an ninh. Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các cảng châu Âu đặc biệt gây tranh cãi vì các cảng được coi là chiến lược. Chưa kể một số trong số đó còn là trung tâm hậu cần cho các khí tài trang bị của NATO. Bài học về việc khí tài hóa kinh tế của Bắc Kinh không còn là điều mới. Trung Quốc đã áp đặt một lệnh cấm vận thương mại đối với Litva để trừng phạt nước này khi đứng về phía Đài Loan. Năm 2020, Bắc Kinh cũng cấm nhập khẩu tan, áp thuế nặng đối với rượu vàng và các sản phẩm khác của Australia khi Thủ tướng nước này kêu gọi điều tra nguồn gốc COVID-19. Trung Quốc đã sớm nhận ra tín hiệu vươn tới châu Á của NATO. Bắc Kinh lên tiếng cáo buộc liên minh quân sự kiếm cớ để mở rộng sang châu Á và cảnh báo về một phản ứng cứng rắn. Để chứng minh cho lời nói của mình, quân đội nước này tiến hành các cuộc tập trận quân sự lớn xung quanh Đài Loan vào thời điểm thượng đỉnh NATO diễn ra, với hơn 30 máy bay chiến đấu tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và bốn tàu chiến tuần tra xung quanh. Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc NATO sở hữu tâm lý chiến tranh lạnh và tư duy một mất một còn và nói rằng không cần một phiên bản NATO châu Á-Tây Bình Dương. Nhưng giới quan sát cho rằng Trung Quốc đang lo ngại thái quá. Phạm vi của NATO được đánh dấu rõ ràng trong hiệp ước Washington phía Bắc trí tuyến. NATO không thể có thêm thành viên mới trừ khi các quốc gia thành viên thay đổi toàn bộ hiệp ước và điều đó rất khó xảy ra. Ông Jean Leno, chuyên gia chính sách đối ngoại và an ninh tại tổ chức Conrad Andreu Stipsung nhận định. Thay vào đó, Mục tiêu cốt lõi đằng sau sự hợp tác này là điều chỉnh năng lực quân sự của các quốc gia chung chí hướng ở châu Âu và châu Á nhằm đối phó với thách thức ngày càng tăng của Trung Quốc, theo các chuyên gia. Cho tới này, NATO đang tăng cường quan hệ với các đồng minh châu Á trên cơ sở thỏa thuận hợp tác. NATO và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ đối tác và phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề quân sự và không gian mạng. Seoul mới đây cũng đã gửi đạn cho Ukraine và bán xe tăng cho Ba Lan. Ông Vương Nghị trở lại vị trí ngoại trưởng, quan hệ Mỹ-Trung có ổn định. Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn ông Vương Nghị quay trở lại vị trí Bộ trưởng Ngoại giao sau chưa đầy 7 tháng thay đổi. Trong phiên họp ngày 25 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Vương Nghị làm Ngoại trưởng Trung Quốc thay thế ông Tần Cương. Đồng thời, ông Vương Nghị tiếp tục làm chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, vị trí cao hơn Bộ trưởng Ngoại giao nước này. Theo ông tin Reuters, việc Trung Quốc tái bổ nhiệm nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị vào vị trí Ngoại trưởng, đồng nghĩa Mỹ sẽ gặp lại gương mặt quen thuộc trong bối cảnh Washington đang tìm cách ổn định quan hệ với đối thủ chiến lược chính. Ông Vương, nổi tiếng là nhà ngoại giao sâu sắc, quyết liệt trong việc bảo vệ lập trường quốc gia, là gương mặt thân quen trong quan hệ Mỹ-Trung trong nhiều năm vừa qua. Theo hãng tin Reuters, việc ông Vương Nghị được tái bổ nhiệm giữ chức Ngoại trưởng Trung Quốc có thể góp phần giúp Trung Quốc ổn định quan hệ với Mỹ trước khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Quản Bình có thể gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bên lề các hội nghị thượng đỉnh quốc tế sẽ diễn ra vào cuối năm như hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ vào tháng 9 và hội nghị cấp cao APEC tại Mỹ vào tháng 11. Ông Rory Daniel, giám đốc điều hành Viện Chính sách Xã hội Châu Á, đánh giá ông Vương Nghị vốn có mối quan hệ sâu rộng với nhiều người đồng cấp quốc tế nên sẽ hỗ trợ đắc lực cho ông Tập khi sắp tới có các cuộc họp quốc tế quan trọng sắp diễn ra. Thời gian qua, quan hệ Mỹ-Trung tồn tại nhiều vấn đề căng thẳng, bao gồm vấn đề Đài Loan, việc Mỹ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với chất bán dẫn của Trung Quốc. Mặt khác, cũng theo Reuters, thâm niên vào vị trí của ông Vương Nghị trong Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể giúp ích cho Mỹ trong nỗ lực giải quyết bất đồng, ổn định quan hệ với Bắc Kinh vì ông Vương Nghị vừa là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hai vị trí hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, nên theo ông Jude Blanchett, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế Mỹ, Mỹ sẽ chỉ cần đối thoại với một quan chức duy nhất của cả hai cấp bậc này. Ngoài ra, với tư cách là một trong 24 ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, theo ông tin Reuters, ông Vương Nghị có nhiều ảnh hưởng với các quan chức cấp cao của Trung Quốc hơn nhiều so với ông Tần Cương. Tuy nhiên, hãng tin Reuters cũng cho rằng Việc ông Vương Nghị được tái bổ nhiệm vào chức vụ ông đã từng nắm giữ trong nhiều thập kỷ qua vẫn rất khó có khả năng giúp thay đổi quỹ đạo quan hệ song phương Mỹ Trung hoặc mang lại đột phá trong quan hệ giữa hai cường quốc hiện đang ở mức thấp nhất hiện nay. Phái đoàn Nga Trung Quốc thăm Triều Tiên, Mỹ lên tiếng. Trung Quốc và Nga có vai trò trong việc đưa Triều Tiên vào bàn đối thoại. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 25 tháng 7 nhấn mạnh rằng hai nước đã yêu cầu làm như vậy với tư cách là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc UNSC. Pedan Pavlen, Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington vẫn sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Cả Nga và Trung Quốc đều có vai trò tiềm năng mà họ có thể đảm nhiệm, kể cả thông qua sự bảo trợ của UNSC. Trong đó, họ có thể sử dụng tầm ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để khuyến khích nước này kiềm chế các hành vi khiêu khích. Những hành vi này sẽ không chỉ kích động căng thẳng trong khu vực nhỏ mà cả một khu vực rộng lớn. Họ cũng có vai trò trong việc khuyến khích Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán. Tuyên bố của ông Paten được đưa ra sau khi Triều Tiên thông báo mời các phái đoàn Trung Quốc và Nga tham dự sự kiện đánh dấu kỷ niệm 70 năm ký kết hiệp định đình chiến trong cuộc chiến Triều Tiên. Giới quan sát tin rằng đây là những đoàn khách nước ngoài đầu tiên tới Bình Nhưỡng sau vài năm Triều Tiên đóng cửa biên giới vì đại dịch. Các chuyến thăm cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa ba nước. Trung Quốc và Nga đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phủ quyết hơn 10 nghị quyết của UNSC nhằm bắt đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phóng 69 tên lửa đạn đạo vào năm 2022, có số kỷ lục về số lượng tên lửa đạn đạo được phóng trong một năm bất chấp nhiều nghị quyết của Đồng Bảo An cấm nước này phát triển hoặc sử dụng bất kỳ công nghệ tên lửa đạn đạo nào. Triều Tiên cũng đã tiến hành 12 vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM kể từ đầu năm ngoái, bao gồm vụ thử ICBM mới nhất được tiến hành vào ngày 12 tháng 7. Phó phát ngôn viên Patent cho biết Mỹ vẫn cam kết đi theo con đường ngoại giao. Quan điểm của Mỹ về vấn đề này khá nhất quán, đó là chúng tôi sẵn sàng gặp Bình Nhưỡng mà không cần điều kiện tiên quyết và chúng tôi tiếp tục cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, ông nói trước cuộc họp báo. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.